我叫高兴，是一名网络画商。我专门发掘前卫先锋，就是还没有沾上世俗烟火气息的无名艺术家。纯净的作品才具备不可复制性，才能被各潮牌高价收购。我的画廊小有名气，因为啊，我卖出去的不仅仅是它，更是让人望而生畏的高级感。世界很大，时光很美，美好的生命应该消耗在价值的事情上。Lawrence, bạn tôi, người bạn cũ, đã lâu không gặp Peter. Chuyện giá cả chúng ta miễn bàn. Cậu có nghĩ tới quy tắc trong ngành không? Loại vô danh tiểu tốt này, dùng thứ của hắn đã không tồi rồi. Đáng hay không trong lòng anh tự biết. Nếu không sao bảo Susan 5 lần 7 lần đến tìm tôi? Cao Hưng, chúng ta đã hợp tác một lần. Bàn lại đi. Dù hợp tác lần trước cũng là bức graffiti cầu vòng của tác giả này, dùng vào mẫu nón được đưa ra vào mùa xuân của nhãn hiệu Giót Các Anh. Mẫu tác phẩm này chỉ riêng lượng tiêu thụ tháng 4 ở thị trường Trung Quốc đã hơn 100.000 rồi, chiếm 5% tổng tiêu thụ cùng loại trên thị trường. Hơn nữa, thông qua mẫu nón này đã thúc đẩy kim ngạch tiêu thụ áo của Giót, khiến lợi nhuận doanh nghiệp của các anh đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 20%. Không, số liệu đó của cậu không hề chính xác. Số liệu có chính xác hay không anh tự biết. Nhãn hiệu Giót bây giờ đang rất mạnh. Tôi cũng chỉ là ra cái giá 10.000 đô la Mỹ thôi. Giá hữu nghị đó, trong giới làm ăn cậu chỉ là vô danh tiểu tốt, một kẻ rách rưới. Cậu đòi 10.000 đô la, cậu điên rồi sao? Cậu nói đi, cậu mua bao nhiêu tiền? 100 nhân dân tệ sao? 200 nhân dân tệ? Nói đi, việc này anh kệ đi. Buôn bán thì phải tranh ma. Nể tình là bạn cũ với nhau, tôi cho anh thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Có lấy hay không thì tùy anh. Cạn ly. Cả ngày ăn uống đạm bạc như thế, có sức không? 2 miếng bánh mì nướng có 110 calo đó, thêm miếng phô mai có 45,5 calo. Thêm cả, được rồi, được rồi. Tôi thực sự không hiểu cậu kẻ ngang như thế. Cuộc đời cậu còn hứng thú gì nữa không? Chỉ cầu lợi ích chính là hứng thú duy nhất của một thương nhân. Nhưng cậu chỉ kiếm tiền chứ không tiêu thì thể hiện hứng thú thế nào? Nếu không cần thì chia cho tôi với, tôi tiêu giúp cho. Được. Thế nhưng bạn gái cậu cho tôi được không? Không được. Hello, Susan. Chào Susan. Ông chủ, Peter đồng ý rồi. Hay lắm. Có điều, ông ấy đề nghị phỏng vấn anh. Susan, cô theo tôi một năm rồi, chắc biết thói quen của tôi chứ. Thứ nhất, tôi không để lộ danh tính thật sự. Thứ hai, không chấp nhận bất kể cuộc phỏng vấn nào. Thứ ba, tuyệt đối không mặc cả. Nếu ông ta không đồng ý thì không hợp tác với bọn họ nữa. Xem ai sẽ hối hận. Còn có,
Sau này cô nên gọi tôi là gì? Rất xin lỗi anh Lawrence. Vậy tôi sẽ trả lời Peter. Được rồi, lần này tôi sẽ tha thứ cho cô. Lần sau không được thế. Còn có, cô yên tâm đi. Bọn họ muốn tranh của Quỳnh Á Mộng, làm hút đi cho bọn họ. Ông ta nhất định sẽ đồng ý. Vâng. Quỳnh Á Mộng, Quỳnh Á Mộc, nam, dân tộc Lê, 17 tuổi. Lúc không đi học, mở sạp vẽ tranh cho người khác. Mặc dù không học lớp chuyên môn nào, nhưng có thể vẽ ra trình độ như thế. Tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi tin sẽ có một ngày, cậu ta sẽ trở thành bậc thầy đó. Cậu nâng người cậu muốn nâng được trở lên nổi tiếng. Còn bản thân cậu, chạy qua Mỹ mở cái gì phòng tranh online, còn lấy tên gì mà Lawrence. Tôi nói cậu nói không sai. Cậu chính là tên biến thái. Cậu nói tôi là gì thì là thế. Ai bảo cậu bây giờ là đầu bếp mà tôi yêu nhất? Trước đây thì sao? Trước đây thì trước đây. Thế giới rất lớn, thời gian rất đẹp, sinh mệnh đẹp đẽ, nên được dùng những gì có giá trị. Tôi tên là Dương Nghị Nhung, là một đầu bếp riêng. Tôi thích khói lửa trong bếp. Tôi cảm thấy những điều đẹp nhất trên thế giới này đều sẽ phát sinh trên những món ăn ngon nhất. Ví dụ như bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Cơm rang tiểu ác ma, xin từ từ thưởng thức. Đúng rồi, còn có dưa chua của riêng tôi. Đây chính là tiệc mừng thọ cô chuẩn bị. Tôm hùm đâu? Bào ngư đâu? Hàm lượng protein của những thứ đó quá cao, người già ăn vào không tiêu hóa được. Hơn nữa tôi còn nghe nói bà là người bản địa, vậy nên tôi làm đều là những món ăn truyền thọ của bản địa. Đừng nói với tôi cái gì mà bản địa thường ngày. Xì dầu cơm rang cũng có thể mang ra chúc thọ mẹ tôi sao? Đây không phải xì dầu bình thường đâu, đây là xì dầu được làm với công thức riêng. Hơn nữa tôi còn cho thêm một thìa mỡ lợn. Trong nhà nhiều dầu nấu nướng cao cấp cô không dùng, lại dùng mỡ lợn. Bếp riêng thiên sứ các cô còn nói cái gì mà thần bếp, không phải mỡ lợn. Làm tuyên truyền khó tránh khỏi có chút hoa trương. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề nào. Có gì từ từ nói. Cơm rang xì dầu hành qua. Đại Lâm, Đại Lâm nhanh lên. Mẹ, cơm rang xì dầu hành qua. Ông thích này. Thế nào ạ? Vị gì thế này? Ngon quá đi mất. Thế à? Trương Đại Lâm mau đến đây. Trương Đại Lâm. Đại Lâm. Mẹ con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi. Ba con đã không còn nữa. Không còn nữa. Không còn nữa. Đi chạy đường dài rồi sao? Đúng, đi chạy đường dài rồi. Được. Alo Đại Bạch. Hài lòng. Vô cùng hài lòng.
Mình nói cậu nghe, Trương tổng đó lúc đầu dọa chết mình luôn đó. Sau lưng một đám đàn em mặc đồ vest, mình còn tưởng là xã hội đen nữa. Kết quả người ta là một ông chủ của công ty vận chuyển, là một đại hiếu tử đó. Hôm nay giới thiệu với mình công việc này không tệ đấy. Đáng khen. Hôm nay tập đoàn Phương Sơn công bố kết quả. Mình nhớ lúc thi giáo viên nói mình biểu hiện rất tốt. Chỉ cần mình thi đậu thì sau này mình chính là đầu bếp rồi. Được, không nói với cậu nữa. Cái nghề đầu bếp này nói chẳng ra chính là chuyên nấu ăn cho người ta. Nhưng mà tôi nằm mơ cũng muốn vào một nhà hàng lớn, trở thành đầu bếp chính thức. Ba mẹ tôi cũng từng là đầu bếp. Tiếc là sống đã qua đời rồi. Sau đó ông tôi cũng qua đời. Một mình tôi ăn cơm khắp nơi mà lớn. Từ nhỏ đã rất hiếu kỳ với nhà bếp rồi. Tôi đơn côi một mình, mang nợ khắp người, mấy chén, không tiền, mấy không bạn bè, cả không có bạn trai, một mệnh danh là cô gái ba không. Tôi học đại học và giáo dục sư phạm, sau khi tốt nghiệp thì dấn thân vào ngành ăn uống, đầu bếp riêng giờ rất linh hoạt, thu nhập cao. Công việc này với tôi mà nói đã là tốt lắm rồi. Tôi nhớ trước khi ông tôi mất, từng dặn tôi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nói là tôi không có tư cách đi mạo hiểm đời sống thượng lưu. Có người có thể tự đại cả đời, nhưng có người lại được định sẵn bị vận mệnh lựa chọn. Tôi cũng tiếp nhận một cách vui vẻ cuộc đời đã bị định sẵn. Chỉ có người không có khả năng phản kháng mới bị vận mệnh lựa chọn. Tôi chính là phải tự lựa chọn cuộc đời phóng khoáng cho bản thân mình. Có một vài người mặc dù không thân quen lại có cảm nhận như chính thân mình. Ví dụ như trưởng tổng nhiều gia đình đó. Có một vài người mặc dù rất thân quen nhưng cuộc đời họ tôi lại không cách nào hình dung được. Á Mộc, anh Cao Hưng, thế nào? Rất tốt. Anh Phát, tranh của cậu đều bán hết rồi. Gửi cho bà nội cậu 100.000 rồi. Học phí, phí sinh hoạt đều có rồi. Dễ cho tốt. Này, mười một năm trước, cô ấy mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Chúng tôi trở thành hai đường song song, không giao nhau. Tôi cũng thường nhớ về một cô gái tóc dài đen nhánh, kiêu ngạo xinh đẹp. Cô ấy trong một thời gian dài đã làm ấm áp khoảng thời thanh xuân của tôi. 11 năm trước, cuộc đời tôi đã xảy ra một sự thay đổi lớn. Tôi nhanh chóng quên đi quá khứ. Anh ấy trong lòng tôi dần dần trở thành một hình bóng mơ hồ. Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ giao nhau. Tôi và anh ấy đã trở thành những người xa lạ, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cho qua chút, cho qua chút. Cô gái, giúp tôi xem một chút tôi đã qua chưa vậy? Không phải, cô tên là gì? Cô nói với tôi đã. Dương Hiểu Như. Không có, không thể nào, có phải nhìn nhầm rồi không? Tôi ở vòng sơ khảo và vòng thi đợt 2, giám khảo đều nói tôi nhất định có thể qua mà. Cô xin lại giúp tôi đi. Không có, không có, thật sự không có. Sao lại có thể như vậy? Cô tìm lại giúp tôi được không? Xin lỗi, không phải cô gái là như thế này. Người đến phỏng vấn mỗi ngày của tập đoàn Phương Sơn vô cùng nhiều. Giống như cô đây, chúng tôi cũng không có cách nào. Không phải, cô hỏi xong chưa? Đến lượt tôi rồi. Xem giúp tôi với Trương Vi, Trương Vi. Cô gái tôi cầu xin cô giúp tôi xem lại lần nữa được không? Xem có phải nhìn sai rồi không? Xin lỗi nhé. Dương Hiểu Như đúng không? Đã nhìn thấy chưa? Đây là hồ sơ trả lại. Cầm về đi, không thì tôi sẽ đốt hủy đi nhé. Trương Vi, Trương Vi. Hiểu Như,
Vừa rồi đúng là có một nữ đầu bếp trẻ tuổi đến xin việc, tên là Dương Hiểu Nhung. Sinh tháng 11 năm 1992, hộ khẩu Thượng Hải, ba tên Dương Dũng Cảm, mẹ tên Tần Y Nguyệt. Đúng là con bé thật rồi. Ba tìm con, đến đây. Cao Tổng, con đến đây con xem này. Đây là ai? Con có biết con bé đến công ty chúng ta xin việc không? Đã vào vòng cuối rồi à, nhưng bị loại ra rồi. Con đi nói với phòng nhân sự, thu xếp cho con bé thêm một cơ hội. Người do phòng nhân sự loại ra, chúng ta lợi dụng đặc quyền. Cũng đúng. Hay con đi thăm dò trình độ của con bé, có thể cho cơ hội thì cố gắng cho con bé cơ hội. Suy cho cùng chúng ta nợ con bé quá nhiều. Vâng thưa ba. Nào đưa ba. Anh xem bên kia. Chào anh bạn, sao rồi? Lawrence, tôi sắp tổ chức triển lãm. Tôi xem Weibo thấy cậu về nước rồi. Có đến không? Được quá nha. Bây giờ nổi thế rồi à. Tôi nổi cũng nhờ phước của cậu. Là cậu cho tôi cơ hội đầu tiên. Hai ngày sau Thượng Hải. Đến đi. Được, cậu ở Thượng Hải đợi tôi. Tôi về ngay lập tức. Bye bye. Được đó, đi nào. Cũng được, đi đi đi. Xem bên kia. Chị, tính khí của chị đúng là sẽ chịu thiệt đó. Lần sau nếu còn gặp tình huống thế này, chị phải chạy chứ. Thằng nhóc thối tha, về lúc nào mà không nói một tiếng. Em muốn hù chết chị à? Chẳng phải em muốn tặng chị một bất ngờ sao? Bất ngờ? Cái này không phải ngạc nhiên mà là hết hồn đó. Sao này còn dám không? Đừng đánh nữa, đánh rồi là em chấn động não đó. Nói chuyện nghiêm túc với em đây. Vừa quay về đã có gì quan trọng rồi. Dương Hiểu Nhu kia, còn nhớ không? Nhớ. Thời gian trước, cô ấy đến Phương Sơn ứng tuyển đầu bếp. Đầu bếp. Nói đúng ra là đầu bếp nghiệp dư. Em biết nấu cơm mà. Đương nhiên, biết lâu rồi. Rốt cuộc được hay không đấy? Anh thử là biết thôi. Không tồi. Sau này làm cơm cho anh ăn nhé. Anh kể ngang như thế, em không thèm nấu cho loài trẻ con như anh. Anh hơn em 2 tuổi đó. Hơn nữa, ngày trước anh ngộ độc thức ăn, nhìn rất nhiều món thấy buồn nôn. Nhưng em làm rất ngon. Sau này làm đồ ăn cho anh nhé. Em nhớ lúc nhỏ, cô ấy làm đồ ăn khá ngon đó. Sao lại biến thành đầu bếp nghiệp dư? Không phải ai cũng có cơ hội tìm tòi nghiên cứu. Chị biết, lúc nhỏ dạ dày em không tốt. Đều là cô bé đã giúp mẹ chăm sóc bữa ăn cho em. Hai người tình cảm không tồi. Vừa lúc chị có gì cần tìm cô ấy nói chuyện. Thế nào? Muốn cùng đi gặp mặt không? Hả? Vậy phương thức gặp mặt để em quyết định. Được rồi. Đi thôi Lawrence. Chị dẫn em đi ăn đồ ăn ngon. Được. Tận tình phục vụ chị. Mời.
Đến bằng lái xe còn không mang, còn bảo làm lái xe cho chị. Xin lỗi mà, lần sau nhất định đem bằng lái làm lái xe cho chị. Sau này anh sẽ đi bị sát, vẽ tranh biếm họa. Ở đó có người nhận. Anh còn muốn vẽ hiệp sĩ bánh bao, hiệp sĩ Hoành Thánh. Còn em, sao muốn làm đầu bếp giỏi nhất thế giới, nấu cho anh Hoành Thánh bánh bao ngon nhất thế giới. Được. Chấm thêm chút nước. Thơm quá. Trong nhân bánh có tỏi giả và tôm đúng không? Mũi thính lắm. Anh chính là thằng kẻ ngang thích dễ dời đó. Em có thể đoán ra là anh không? Em nghĩ gì vậy mà trông vui vẻ thế? Không nghĩ gì cả. Em đang nghĩ ngày mai em sẽ hẹn cô ấy tại chung cư khách sạn của em gặp mặt. Em cũng gửi địa chỉ cho chị cũng đi đi. Phòng trong nhà lớn như vậy, còn suốt ngày ở trong khách sạn. Nói cái đó làm gì chứ? Nửa năm không về nhà rồi. Sắp xếp thời gian về thăm ba đi. Tính tiền suốt ngày chỉ biết ở đó tính tiền. Trần tục. Cậu không tục, đưa lương của cậu cho mình. Còn lâu, có tiền là phải tiêu vào đúng chỗ biết không hả? Ví dụ như mặt. Kỳ kỳ môi giới việc làm sinh nợ mình 600 tệ. Anh Trần tài xế lái thay An Đạt nợ mình 830 tệ. Thầy La nợ mình 400 tệ, mình nợ 87.290 tệ. Trong 3 năm tổng cộng trả được 212.000 tệ. Không đúng, 212.710 tệ. Được rồi, cậu đừng tính tiền ở đây nữa. Cho cậu mà đắp mặt nạ đi. Hiệu mơ hồ đó. Đều sắp thành bà cô xấu gái rồi. Cái tên này thú vị đấy. Đặc biệt hợp với kiểu mơ hồ của cậu. Mình cũng thiếu nữ lắm đấy, được không? Cậu nói xem, với một sinh viên tốt nghiệp đại học không có hậu thuẫn, không có tài nguyên, cũng có thể coi là máy in trong thân cỏ. Mình tính đi tính lại, chẳng tính được gì. Mình lại không thi đỗ kỳ tuyển dụng của Phương Sơn. Trượt hả? Sao lại trượt? Ai không cho cậu qua? Không biết. Có thể là tập đoàn lớn thế này, người phỏng vấn quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt. Bây giờ đầu bếp chính thức cũng không làm được. Bây giờ nếu mình về là đầu bếp riêng, phần tốt cũng không đến lượt mình. Không phải, có phải cậu bị chết não không? Cậu cứ đi thi như vậy thì qua thế nào được? Cậu phải nhờ vào quan hệ, mời đi ăn tặng gì đó, không bỏ ra sẽ được đáp lại chứ. Sống lại rồi. Alo, chị Tần. Vậy tên của khách là gì? Anh Lawrence. Khách yêu cầu em phải lên Weibo của anh ta trước để tìm hiểu sở thích và cuộc sống của anh ta, rồi dựa theo phán đoán của em để thiết kế món ăn. Xong việc nhận 2.000. Trông có vẻ khách hàng này yêu cầu không thấp đâu. Không thành vấn đề. Chị gửi liên kết Weibo của anh ta cho em đi. Cảm ơn chị Tần. Hiểu Nhu, mình ấy hôm nay đã nhận được thiệp mời của một triển lãm tranh hơi bị cao cấp. Thật ra là định dẫn cậu đi mở rộng tầm nhìn. Những tin anh cao cấp ấy mà, chú ý nhé, là độc thân. Buổi gặp mặt này hình như có liên quan đến cái người tên Lawrence.
Mình nghe nói nhé, chính là cái cô Lâm Tiểu Giả tổ chức triển lãm là họa sĩ rất nổi gần đây. Cô ta được một nhà buôn tranh online tên Lawrence khai thác ra. Anh ta muốn mở triển lãm tranh. Cậu lại nhận được đơn đặt hàng của Lawrence. Hai người họ có phải một người không? Nếu họ là một người, chỉ cần Lawrence hài lòng với món ăn của mình, vậy mình xem như làm đầu bếp riêng cũng nhận được việc tốt rồi. Đúng đó. Người nổi tiếng đó, phát tài rồi. Lawrence, nhà buôn tranh online nổi tiếng từ nước ngoài về. Không phải, người như vậy rốt cuộc thích ăn gì chứ? Cậu có căn cứ gì không? Lấy nhiều món thế. Mình thì có căn cứ gì? Cô cả của chồng trước của cháu ngoại gái của cô hai mình mở nhà hàng ở New York đó. Có biết không? Mình thăm dò được menu từ chỗ họ đó. Súp tôm hùm, bào ngư, trung tây kết hợp, quyết định vậy đi. Vừa nghe đã biết không đáng tin. Mình vẫn nên tra thêm tư liệu thì hơn. Cái này được. Cậu đừng ở đó tự làm mệt mình có được không? Bánh bao, hoành thánh. Cái này là sao chứ? Anh ta ăn cái này à? Cậu không hiểu chứ gì? Chứng tỏ mấy người giàu này lúc nào anh ta đói mà phải nạp vào bụng ngay. Không đúng, mình nói cậu nghe đại bạch. Trước đó mình cũng có tra cái người tên Lawrence này rồi. Tuy dữ liệu về anh ấy không nhiều, nhưng anh ấy là người bản địa, sau đó mới ra nước ngoài. Anh ấy là một nhà buôn tranh, một nhà buôn có tình nghĩa quê hương. Tổ chức tiệc ở nhà. Có rồi, mình biết rồi. Mình biết nấu món gì rồi. Cậu lại biết cái gì? Tiệc tại gia. Tiệc tại gia cái gì? Dương Hiểu Nhu, cậu có thể động não một tí không? Cậu chẳng hiểu gì hết, cậu không chịu nghe mình. Đúng rồi, biểu diễn. Chuẩn bị biểu diễn chưa? Biểu diễn, đúng thế. Còn phải biểu diễn. Mình nói cho cậu biết, chồng cũ của cô cháu gái của tiếng hai mình. Nói đơn giản chút được không? Người mở nhà hàng ở New York. Nếu cậu không biết đóng kịch lật mặt, qua cổ hay kinh kịch gì thì chẳng dám mở miệng nói. Cậu mở nhà hàng đồ trung biết chưa? Cậu nghe ở đâu chuyện không đáng tin đó thế? Cậu đừng quan tâm mình nghe ở đâu. Chính do cậu nghĩ không chu toàn. Cậu tự nghĩ xem, tập đoàn Phương Sơn tại sao cậu chưa vào được? Cậu phải nghĩ chu toàn mọi việc, biết chưa? Cậu đừng chỉ nghĩ đến nấu nướng, cậu phải nghĩ đến những phương diện khác, những chi tiết quan trọng. Còn cả cái gì quan trọng? Được rồi, mình không nói với cậu nữa. Cứ để mình, yên tâm. Mình sẽ lo cho cậu được chưa? Đi đi nào, yên tâm. Được chưa hả? Đương nhiên là được, đi nào. Anh Lawrence, chào anh. Tôi là Dương Hiểu Nhu của bếp riêng Thiên Sứ. Chào cô. Tôi là quản gia của anh Lawrence. Mời vào. Được. Đó chính là anh Lawrence. Chào anh Lawrence. Tôi là... Cô Dương, có thể bắt đầu làm việc rồi. Được. Được không đó chứ? Nếu cậu không biết diễn kịch lật mặt, qua cổ hay kinh kịch thì chẳng dám mở miệng nói. Cậu mở quán ăn Trung hiểu chưa?
liều luôn. Anh Lawrence, món ăn nấu xong rồi. Anh Lawrence, món ăn nấu xong rồi, có thể ăn rồi. Hiểu như. Anh quen tôi sao? Hả? Anh Lawrence, anh quen tôi sao? À, tôi không quen. Cái đó, mấy này là món ăn nổi tiếng của Sơn Chi Ốc. Lúc trước tôi có một người chú làm việc ở Sơn Chi Ốc. Đây là học từ họ đó. Anh thử đi. Được. Anh Lawrence, anh sao vậy? Tôi đưa anh tới bệnh viện nha. Tôi... Ai kêu cô làm mấy món này vậy? Cô không biết tôi không thể ăn mấy món này sao? Tôi không biết. Vậy tôi nói cái khác cho anh nha. Món thanh đạm có được không? Xin lỗi, xin lỗi. Đổ đi. Có thể nào cho tôi giải thích với anh Lawrence không? Không phải, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì. Ông cho tôi vào trong giải thích với anh ấy được không? Cậu Lawrence nói rồi, tiền bữa tối cậu ấy sẽ trả, nhưng mà với bữa tối mà cô nấu thì không hài lòng lắm. Không hài lòng? Anh ấy ăn cũng không ăn, dựa vào cái gì nói không hài lòng? Cái kia, tôi giải thích với anh ấy được không? Công việc này tôi cũng không dễ nói với người ta. Tôi nói này cô gái, thực ra đồ cô làm khá tốt, nhưng những món này không hợp khẩu vị gì khách này. Xin lỗi. Sau này anh là anh trai em là em gái anh. Ai bắt nạt em nói với anh. Anh sau này đi bi sát, dễ tranh biếm họa. Anh muốn dễ hiệp sĩ đánh bao, hiệp sĩ Hoành Thánh. Vậy sau này em muốn làm đầu bếp lợi hại nhất trên thế giới, làm cho anh Hoành Thánh bánh bao bánh tráng ngon nhất. Anh cảm thấy em thích giống bánh bao. Anh mới giống bánh bao. Trong lòng luôn luôn giữ hình tượng tốt đẹp nhất. 11 năm sau, dùng phương thức nực cười nhất xuất hiện, biến thành loại người mà tôi đặc biệt không thích. Cảm giác này một lời khó nói hết được. Tôi vẫn còn tràn đầy mong đợi đối với lần cửu biệt trùng trùng này. Tôi ấu trĩ quá. Thay đổi rồi, tất cả đã thay đổi rồi. Toàn bộ thay đổi rồi. Món ăn mà mình làm, một miếng không ăn, anh ta liền nói không được.
Dựa vào cái gì chứ? Đúng vậy. Cậu nói xem người này kỳ quái quá nhỉ? Cậu nói xem nếu đã cái này không ăn, cái kia cũng không thì nói trước chứ. Chính là như thế. Hay là ở đó, việc gì? Cậu nói xem anh ta ở đó bày mê hồn trận gì? Cậu nói xem có phải biến thái gì không? Cái đó không chắc. Alo chị Tần, em sao thế? Quản gia của anh Lauren nói anh ta cơ thể không khỏe. Sao anh ta ăn đồ ăn của em thì cơ thể liền không khỏe? Em nói với chị này, dịp này em phải giải thích với chị. Hôm nay món mà em làm anh ta một miếng cũng không ăn. Vẫn còn nói lý hả? Anh cho phép em chọn khẩu vị khách hàng. Thật sự không phải vấn đề của em, là khẩu vị của vị khách đó. Em xem em là gì? Diễn dây hề à? Chị nói với em, tiền thưởng quý này của em e rằng cũng không được rồi. Đừng. Em còn đang đợi tiền thưởng này cứu mạng đó. Chị đừng. Chị Tân. Tiền thưởng quý hết rồi. Mình ra chủ ý quỷ gì vậy chứ? Liên quan gì tới cậu chứ? Này muốn trách, chỉ có thể trách tài nghệ nấu ăn của mình không giỏi thôi. Người ta là tinh anh ở nước ngoài về, chướng mắt. Thế này đi, mình lấy công bù lại. Ngày mai chúng ta đi cái triển lãm tranh đó, quen thêm vài tinh anh, khai thác thêm vài khách hàng có chất lượng hơn. Mình không đi. Lỡ như lại gặp phải cái tên Lauren đó thì sao? Gặp thì hay lắm. Mình muốn xem tên biến thái đó có bộ dạng thế nào. Mình lên đó tá cho hắn một cái để trả mối hận trong lòng. Cậu có đi không? Cậu không đi, mình ấy nấy 3 tháng đó. Đi thì đi. Mình không tin hắn còn có thể lên trời đó. Đúng. Cậu thật sự nấu ăn đi. Cậu không luyện qua món dưa xào sao? Cao Hưng, em sao vậy? Em không sao chứ? Khó chịu ở đâu? Có cần tới bệnh viện không? Thời gian lâu vậy rồi, em không hề tốt hơn chút nào. Nhất là cái bàn đồ ăn đó, nóng thịt đó cứ nhìn em, em lại không chịu nổi. Nhìn cái dáng vẻ vui mừng của em hôm qua, em nghĩ cô ta vẫn còn là cô gái nhỏ lúc nào cũng có thể đoán ra tâm tư của em sao? Hai người đã 10 mấy năm không gặp rồi. Chị, có phải em nên sớm nói cho cô ấy biết không? Không. Nếu như nói cô ấy biết thì chúng ta không thể nhìn thấy trình độ thật sự của cô ấy. Chị từng nói với cô ấy khách hàng hôm nay là một người nổi tiếng mới từ nước ngoài về. Vậy thì cô ấy nên theo thân phận khách hàng và phát huy trình độ tốt nhất của mình chứ. Em còn mấy món mà cô ấy nấu khiến em khó chịu như vậy. Khó trách lúc tới thi bị loại. Chị đừng lo cho em nữa. Chị về làm việc đi, em không sao. Vậy em còn về Phương Sơn không? Phương Sơn lại là Phương Sơn. Bây giờ em là Lauren, em có sự nghiệp của riêng mình. Em không muốn làm cậu ấm nhà giàu, em không muốn làm một phế vật ăn bám. Y như ba vậy. Nóng nảy. Chị, em đói rồi. Chị làm cho em chút salad, pha chút cà phê cho em đi được không? Không thể ăn salad từ sáng tới tối được, cái đó không có dinh dưỡng. Nhưng bây giờ em chỉ có thể ăn những thứ đó. Em còn có thể ăn gì chứ? Được rồi, chị đi làm cho em. Chậm một chút. Đôi giày này đúng là khó chịu quá. Bộ đồ này của cậu là mượn ở đâu vậy? Sao lại? Khó chịu gì mà cậu khó chịu? Chịu có một chút đi. Mình nói cho cậu biết, phụ nữ muốn đẹp thì phải khó chịu một chút. Như vậy mới làm cho đàn ông khó chịu, biết chưa? Không phải. Sao lại cảm thấy cậu thiếu cái gì đó? Thiếu cái gì? Cầm lấy. Ở đâu ra vậy? Ai tặng vậy? Đẹp là được rồi, cậu quan tâm làm gì? Cúi xuống.
Được rồi, hoàn hảo. Đi. Đưa mình, đưa mình. Khí chất. Xin lỗi. Người đại diện bây giờ của tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Làm sao để đảm bảo lợi ích cho tôi? Chúng tôi hợp tác rất vui vẻ. Trượng nghĩa. Thất lễ rồi. Xin chào Lawrence. Chúc mừng cậu.